dương và mây xanh đến đây xóa tan xa lại ở tận sâu trong trái tim này. Tựa ly cà phê giữa mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi một nụ hôn khi ta trao về nhau đến mãi. Mời của chúng ta hôm nay là một cô công chúa đến từ xứ sở Kim Chi vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tài năng, giỏi giang và giọng hát cao vút. Xin một lần nữa giới thiệu Han Sara. Em chào anh. Chào em. Đấy là mình chưa chào nhau. Thì đây là lần đầu tiên đấy. Han Sara, sau khi hát ca khúc thì hát một xong ca khúc thì có thấy mệt không? Em không mệt. Tại nhưng vì mà có mọi người hát cùng với em nên là em không mệt. Là thấy không khí đây là nóng bừng lên đúng không? Em nóng luôn. Người em đang nóng bừng luôn, chắc 39 độ. 39 độ. Vậy thì bây giờ Han Sara gửi một câu chào đến tất cả các mọi người đang xem màn ảnh nhỏ và các bạn fan ở đây, một câu chào ngọt ngào nhất xem nào. Em chào mọi người. Chắc mọi người cũng biết em là ai rồi nên là mọi người mới ở đây. Thì thôi không giới thiệu tên đâu. Em thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hôm nay mọi người đã có mặt tại đây và mong là mọi người sẽ thưởng thức buổi tiệc này cùng với em và bốn chú. Bốn chú.
Có một người là anh thôi. Bố ba chú người còn lại là chú. Là ba chú một anh. Dạ. Ba chú một anh ở trong đó ơi. Anh xin lỗi nè em không ơi. Mong mọi người sẽ thưởng thức à. Cảm ơn mọi người nhiều. Vậy thì Hansara, chúng mình ngồi với nhau tâm sự với nhau nhé.